Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến môn toán lớp 3. Các em thân mến, trong tiết học trước, các em đã thành lập bảng nhân 6. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em lập bảng nhân 7, học thuộc và vận dụng làm một số bài tập liên quan đến bảng nhân 7 qua tiết 31, bảng nhân 7. Trước hết, chúng mình cùng chuẩn bị sách toán lớp 3, bảng con phấn trắng, vở ô ly toán, vở nháp, các tấm thẻ có 7 chấm tròn. Yêu cầu cần đạt trong tiết học hôm nay là biết tự lập được và học thuộc bảng nhân 7, củng cố ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân, rèn kỹ năng tính nhẩm, giải toán có lời văn. Nào, chúng mình cùng vào giờ học nhé! Lấy một tấm thẻ có 7 chấm tròn. 7 chấm tròn được lấy một lần, tức là 7 được lấy mấy lần? Và ta viết được phép nhân nào? Đúng rồi, 7 được lấy một lần, ta viết được phép nhân 7 x 1 bằng 7. Như vậy, các em đã lập được phép nhân đầu tiên trong bảng nhân 7 rồi đấy. 7 x 1 bằng 7. Tiếp theo, cô lấy 2 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 7 chấm tròn. 7 chấm tròn được lấy mấy lần? 7 chấm tròn được lấy 2 lần, tức là 7 được lấy 2 lần. Ta viết được phép nhân 7 x 2. Để tìm kết quả phép nhân này, ta chuyển phép nhân 7 x 2 thành phép cộng các số hạng bằng nhau. Ta có thừa số thứ nhất là số hạng trong phép cộng, thừa số thứ hai là số các số hạng. 7 x 2 bằng 7 cộng 7 bằng 14. Vậy 7 x 2 bằng 14. Ngoài ra, các em có thể dựa vào bảng nhân 2, trong đó có phép nhân 2 x 7 bằng 14. Khi ta thay đổi vị trí các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi. 7 x 2 bằng 14. Như vậy, các em đã lập được phép nhân thứ hai trong bảng nhân 7 rồi đấy. 7 x 2 bằng 14. Tiếp theo, cô lấy 3 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 7 chấm tròn. Các em hãy thử suy nghĩ, 7 chấm tròn được lấy mấy lần và ta viết được phép nhân tương ứng nào? Khi các em viết được phép nhân đó, em làm thế nào để tìm ra được kết quả? Đúng rồi, 7 chấm tròn được lấy 3 lần, tức là 7 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân 7 x 3. Để tìm kết quả phép nhân này, ta chuyển phép nhân 7 x 3 thành phép cộng các số hạng bằng nhau. Ta có 7 x 3 bằng 7 cộng 7 cộng 7 bằng 21. Vậy 7 x 3 bằng 21. Ngoài ra, các em còn có thể dựa vào bảng nhân 3 đã học, trong đó có phép nhân 3 x 7 bằng 21. Nên 7 x 3 cũng bằng 21. Ngoài cách làm này, các em còn có thể dựa vào phép nhân liền trước là 7 x 2. Ta lấy tích của phép nhân liền trước là 14 cộng thêm 7 bằng 21. Vậy 7 x 3 bằng 21. Như vậy là các em đã lập được phép tính thứ 3 của bảng nhân 7 rồi đấy. Các em cùng đọc lại 3 phép nhân này nhé. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21. Quan sát 3 phép nhân vừa lập, các em có nhận xét gì? Thừa số thứ nhất đều là 7. Thừa số thứ hai tăng dần từ 1 đến 3. Và mỗi khi thừa số thứ hai tăng thêm 1 đơn vị thì tích tăng thêm 7 đơn vị. Dựa vào quy luật trên, các em hãy hoàn thành phần khung xanh trong sách giáo khoa trang 31. Để tìm kết quả của phép nhân 7 x 4, ta lấy tích của phép nhân liền trước là 21 cộng thêm 7 bằng 28. Tương tự như vậy, các em hãy hoàn thành các phép nhân còn lại nhé. 7 x 5 bằng 28 cộng thêm 7 bằng 35. 7 x 6 bằng 35 cộng thêm 7 bằng 42. 7 x 7 bằng 42 cộng thêm 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 49 cộng thêm 7 bằng 56. 7 x 9 bằng 56 cộng thêm 7 bằng 63. 7 x 10 bằng 63 cộng thêm 7 bằng 70. Các em cùng đọc lại bảng nhân 7 nhé. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14,
7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Quan sát bảng nhân 7, các em có nhận xét gì? Thừa số thứ nhất đều là 7. Thừa số thứ hai tăng dần từ 1 đến 10. Và mỗi khi thừa số thứ hai tăng thêm 1 đơn vị thì tích tăng thêm 7 đơn vị. Dựa vào quy luật trên, cô tính chắc rằng các em sẽ học thuộc bảng nhân 7 ngay đấy. Giả sử phép nhân 7 x 6, các em không nhớ kết quả là bao nhiêu? Ta có 3 cách làm như sau. Cách thứ nhất, các em nhẩm từ đầu, từ 7 x 1 đến 7 x 6. Cách thứ hai, các em dựa vào bảng nhân đã học, trong đó có phép nhân 6 x 7 bằng 42, nên 7 x 6 cũng bằng 42. Cách thứ ba, các em dựa vào phép nhân liền trước. Ta lấy tích của phép nhân liền trước là 35 cộng thêm 7 bằng 42. Hoặc ta dựa vào phép nhân liền sau, ta lấy tích của phép nhân liền sau là 49 trừ đi 7 bằng 42. Vậy 7 x 6 bằng 42. Các em hãy nhớ, hai tích liền nhau của bảng nhân 7 hơn kém nhau 7 đơn vị. Tìm tích liền sau, ta lấy tích liền trước cộng thêm 7 đơn vị. Chú ý, cách tìm tích trong bảng nhân 7, dựa vào phép cộng các số hạng bằng nhau, dựa vào tích phép tính liền trước. Các em đã tự lập được và nhớ bảng nhân 7. Bây giờ chúng mình cùng vận dụng để làm tính và giải toán nhé. Bài 1 yêu cầu tính nhẩm. Các em hãy tạm dừng video, thực hiện yêu cầu bài 1 vào sách giáo khoa. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với kết quả của cô nhé. 7 x 3 bằng 21, 7 x 5 bằng 35, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 6 bằng 42, 7 x 4 bằng 28, 7 x 2 bằng 14, 7 x 10 bằng 70, 7 x 9 bằng 63, 7 x 1 bằng 7, 0 x 7 bằng 0, 7 x 0 bằng 0. Qua bài tập 1, các em đã vận dụng tốt bảng nhân 7 để tính nhẩm. Và phép nhân có thừa số 0, 0 nhân với bất kỳ số nào hoặc bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Nào, chúng mình cùng chuyển sang bài tập 2. Đọc nội dung và xác định yêu cầu bài 2. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi, 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày? Ở bài tập này, các em cần xác định bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Hãy lựa chọn câu lời giải và phép tính phù hợp nhé. Các em lưu ý, để tìm số ngày của 4 tuần lễ, ta lấy số ngày của 1 tuần nhân với số tuần lễ. Các em hãy tạm dừng video và thực hiện bài 2 vào vở. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với bài giải của cô nhé. Bài giải: số ngày của 4 tuần lễ là 7 x 4 bằng 28 ngày. Đáp số 28 ngày. Các em lưu ý, khi giải bài toán có lời văn, có nhiều câu lời giải khác nhau, các em hãy chọn câu lời giải phù hợp, ngắn gọn và đủ ý. Như vậy, các em đã vận dụng rất tốt bảng nhân 7 để giải bài toán có lời văn rồi đấy. Nào, chúng mình cùng chuyển sang bài tập 3. Bài 3 yêu cầu đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Để viết được số thích hợp vào ô trống, các em cần xác định có mấy ô trống cần điền. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Vậy có 5 ô trống cần điền. Các em hãy quan sát và nhận xét các số trong 3 ô đầu tiên. Đây là dãy số tăng dần. Hai số đứng liền nhau hơn kém nhau 7 đơn vị. 14 bằng 7 cộng 7. 21 bằng 14 cộng 7. Dựa vào quy luật trên, các em hãy thực hiện yêu cầu bài 3 vào sách giáo khoa. Bây giờ, chúng mình cùng tạm dừng video để làm bài tập nhé.
các em hãy đối chiếu bài làm của mình với kết quả của cô. 21 cộng 7 bằng 28, 28 cộng 7 bằng 35, hoặc 42 trừ 7 bằng 35, 42 cộng 7 bằng 49, 49 cộng 7 bằng 56, 63 cộng 7 bằng 70. Các em có nhận xét gì về dãy số này? Đây là dãy số tăng dần. Hai số đứng liền nhau hơn kém nhau 7 đơn vị. Và đây cũng là cột tích trong bảng nhân 7 đấy. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Qua tiết học ngày hôm nay, các em đã học thuộc và vận dụng rất tốt bảng nhân 7 để hoàn thành 3 bài tập đấy. Về nhà, các em tiếp tục học thuộc bảng nhân 7, dựa vào bảng nhân 7 để tìm hiểu bảng chia 7. Tiết học của chúng mình đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em.